chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều tốt đẹp. Hôm nay Heo chia sẻ cách làm bánh tiêu tại nhà. Bánh thơm ngon mềm xốp, phồng to rỗng ruột. Đây cũng là công thức đơn giản nhất để mà mình làm kinh doanh với chỉ tiêu một vốn bốn lời. Và tất cả nguyên liệu của Heo đã sẵn sàng rồi. Giờ cả nhà cùng vào bếp làm bánh với Heo nha. Chuẩn bị 80g đường cát, Heo cho vào 180ml nước ấm và đây là loại men Heo dùng. Heo sẽ cho vào đây 2 muỗng cà phê tương đương với 4g. Men này mình có thể cho trực tiếp vào bột, không cần phải kích quạt, nhưng vì Heo cho vào nước đường luôn để men của mình nhanh nở hơn nha. Rồi, Heo sẽ để cho men nở ở đây, tiếp tục Heo đi trộn bột. Heo cho vào thau 300g bột mì đa dụng, 1/2 muỗng cà phê muối và 10g sữa bột kem béo, 1 ống vani. Bí quyết cho bột kem béo vào bột giúp cho bột bánh tiêu của mình thơm ngon khác lạ với những công thức khác, và đây là tuyệt chiêu thu hút khách của mình đó. Trộn đều tất cả nguyên liệu lại với nhau. Đây là men Heo đã ngâm được 5 phút, men nổi nhiều lên mặt nước như vậy là men của mình nở rất là tốt. Heo sẽ cho vào trong thau bột của mình từ từ, trộn đều lên cho bột và nước hòa lại với nhau. Phần nước đường và men còn lại Heo cho vào hết luôn. Cho nước vào trộn từ từ thì bột sẽ đều hơn. Bột lúc này đã kết dính lại, Heo cho vào đây 30ml dầu ăn. Trộn cho dầu ăn tan đều trong bột. Cho dầu ăn vào bột thì lúc này bột cũng đã không còn dính nữa. Heo sẽ dùng tay để nhồi bột nha. Và với bột này thì mình không nhồi nhiều lắm, mình chỉ cần nhồi cho đến khi thấy bột của mình kết lại thành khối và có độ bóng mịn là được. Bột nhồi như vậy là đã được rồi. Giờ thì Heo sẽ để bột ở đây và mình sẽ lấy màng bọc thực phẩm bọc kín bột lại nha. Nhà mình hết màng bọc thực phẩm, mình có thể sử dụng cái thau nhỏ hơn hoặc là cái nắp, miễn sao mình đậy lại cho kín bột là được hà. Rồi bây giờ Heo sẽ để cho bột nghỉ 1 tiếng rưỡi. Sau 1 tiếng 30 phút, lúc này bột của Heo đã nở lên gấp đôi rồi nè, và nó đã có cái màu trắng mịn hơn. Cả nhà xem nè, bột nó phình to lên luôn. Và ở dưới á, nó kéo ra rất là nhiều rễ luôn. Bột lúc này rất là mềm luôn nè cả nhà. Giờ thì Heo sẽ gom gọn lại và mình sẽ cho ra cái thớt phẳng để mà mình nhồi bột thêm lần nữa nha. Ra thớt một tí xíu bột áo. Và đây cũng là bột mì luôn. Dàn bột ra. Rồi bây giờ Heo sẽ lấy khối bột lúc nãy cho lên cái bột áo. Mình sẽ cho cái phần bột của mình thấm đều bột áo nha. Và cả nhà yên tâm đi, thấy bột của mình nó mềm như vậy á là đạt rồi. Mình đừng có làm bột cứng quá, làm bột khô á, bánh của mình không ngon lắm. Khối dài, bây giờ Heo sẽ chia phần bột ra nha. Theo cả nhà thích làm cái bánh lớn hay bánh nhỏ mà mình chia bột ra thôi hà. Heo cắt xong rồi, giờ thì mình sẽ lặn bột ra nha. Mình lấy cái phần bột ướt, mình để ra ngoài, rồi mình tóm cái phần bột khô lên trên như vậy nè. Như vậy á, bánh của mình nó sẽ mịn hơn. Và cái phần bột ướt này, tí nữa Heo để vào mè, nó sẽ dính mè dễ hơn. Mình vo hết tất cả bột ở đây y như viên bột ban đầu nha. Heo cũng vo hết rồi và mình không cần để cho bột nở nữa nha. Bây giờ Heo chuẩn bị để mình đi cán bột thôi. Và ở đây Heo có chuẩn bị một chén mè trắng nè. Giờ Heo sẽ lấy khối bột mình đè bẹp lên trên mè là nó dính mè hết trơn hà, tại vì phần bên ngoài bột của mình còn ướt. Heo dùng cây cán bột thấm lên cây một tí xíu bột áo bên ngoài để cho cán bánh ra dễ hơn. Rồi bây giờ mình chỉ việc cán cho bánh phẳng ra là được, và mình sẽ tạo thành hình tròn nha. Cây cán bột nó còn bị dính cho nên Heo lấy thêm một tí xíu bột áo nữa thoa lên. Heo thì hôm nay sẽ làm cái bánh tiêu hình tròn. Nếu như mà cả nhà mình có khuôn trái tim hay gì á thì mình làm cái bánh tiêu hình trái tim cũng đẹp, cũng dễ thương lắm.
Với loại bánh tiêu mềm xốp này, Heo sẽ không cán quá mỏng, cán ở độ dày vừa phải. Như vậy tí nữa cái bánh của mình bên trong nó sẽ có ruột rất là ngon. Độ dày của bánh tầm khoảng 4-5mm là vừa rồi. Đây là tất cả bánh Heo đã cán xong, giờ Heo chuẩn bị đi chiên nha. Heo sẽ cho vào chảo một ít dầu. Mình rớt dầu sao miễn mà cái dầu ngập bánh là được hà. Và để cho khi chiên không bị văng dầu ra ngoài, Heo cho vào một tí xíu bột mì. Mở lửa vừa, kiểm tra lúc này dầu nóng thì Heo sẽ cho bánh vào chiên. Và mình chiên bánh này ở lửa trung bình, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Để bánh vào thì mình sẽ đè bánh xuống như vậy nè. Mình xoay tròn 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 như vậy đó. Đó, cái áp suất bên trong nó căng phồng cái bánh của mình dần dần nở lên rồi kìa. Đó, cái bánh của Heo đã nở to lên rồi nè, cả nhà thấy có dễ không? Chiên bánh này thì đơn giản lắm, chỉ việc cho vào hà, rồi mình nén xung quanh hai bên, mình xoay tròn 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 là cái bánh của mình á, tự nhiên nó sẽ phồng lên hà. Khi Heo chiên bánh này á, thì Heo sẽ không cắt ghép một khúc nào hết trơn nha, Heo để tự nhiên cái bánh chiên từ ngay lúc đầu cho đến khi chín vàng để cả nhà xem. Cả nhà nhớ là khi chiên bánh này mình đừng chiên lửa quá nhỏ quá lớn nha, mình chiên lửa vừa là được rồi. Nhỏ bánh sẽ bị chai không nở nổi, còn lửa lớn á, sẽ làm cho bánh của mình nhanh khét lắm. Cả nhà xem nè, cái bánh nó lắc lư bập bên như là mình đang đi cái thuyền thúng vậy đó. Cả hai mặt bánh đã vàng đều rồi, bây giờ Heo sẽ lấy cái bánh đầu tiên ra và tiếp tục chiên cái bánh thứ hai cho cả nhà xem nha. Cũng thao tác, mình đè ở cái viền bánh xuống như vậy nè, rồi mình xoay xoay xoay, lại tí xíu bánh của mình nó nở lên hà. Đó, bánh nó bắt đầu nở lên nữa rồi nè cả nhà ơi. Trở bánh lại và tiếp tục xoay, bây giờ thì bánh cũng đã nở ra hết ngoài đìa luôn rồi. Chiên bánh này ở lửa trung bình cũng nhanh lắm, không có lâu đâu, nó vừa vàng đều ở bên ngoài và nó chín kỹ ở bên trong nữa. Thứ hai cũng đã vàng rồi nè, bây giờ thì sẽ lấy bánh ra nha và tiếp tục chiên hết những cái bánh còn lại. Và đây là thành phẩm bánh tiêu Heo chiên xong hết rồi. Cả nhà xem, cái bánh căng phồng to mà có một cái màu vàng rất là bắt mắt nữa. Áo bên ngoài rất là nhiều mè, đặc biệt bánh dậy lên một mùi thơm, rất là kích thích vị giác. Ngửi là muốn ăn liền luôn á. Giờ Heo sẽ xé bánh ra cho cả nhà xem bên trong rõ hơn nha. Đây cái bánh tiêu của Heo nè, nó phồng lên, nó rỗng ruột ra. Đặc biệt bánh rất là mềm dai, không hề bị cứng tí nào luôn. Bánh tiêu này mà kết hợp với bánh bò với xôi á thì ngon hết sảy con bà bảy luôn. Giờ Heo mời cả nhà thưởng thức bánh tiêu với Heo nha. Bánh rất là mềm xốp, đặc biệt là có một cái mùi thơm của bột kem béo, nó rất là ngon luôn, cảm giác ăn rất là khác khi mình mua ở ngoài chợ. Cần cho thêm một ít bột kem béo vào, mình sẽ tạo nên một cái hương vị mới lạ, khác biệt với tất cả mọi người. Cả nhà hãy làm thử cho gia đình mình thưởng thức nha. Làm thì cực kỳ đơn giản luôn, nguyên liệu cũng dễ tìm và rẻ tiền. Hy vọng chia sẻ của Heo sẽ mang đến cho cả nhà thêm một công thức mới nữa để mà mình làm bánh tiêu nha. Và video của Heo đến đây là hết rồi. Heo kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em thật là nhiều sức khỏe. Thích video xin cho Heo một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để khích lệ tinh thần. Khi đăng ký, cả nhà nhớ nhấn vào chuông để nhận video mới. Heo cảm ơn đã xem và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà làm thành công và ngon miệng với bánh tiêu đặc trưng hương vị của Heo nha.